Xong em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng test con máy rửa bát Panasonic TH1 trong cái lô ba con em về trong hôm ngày hôm trước. Ở đây sẽ lên sóng test để các bác thấy rằng là máy hoạt động ok ngon lành. Một con hàng đấu giá bên Nhật đi qua đường hàng không về Việt Nam hình thức đẹp như mới các bác nhé. Máy các bác nhìn đây, em để con này là con số 1 này. Mặt mũi như mới tinh. Mà con máy bên Nhật thì họ chỉ gọi là dùng lướt qua thôi chứ còn không, gần như là không dùng. Đẹp lắm ạ. Lưng nhé, không một vết xước các bạn. Lưng không một vết xước nhé. TH1. Máy đợt này quá rẻ luôn. Lưng con này đẹp quá này. Nói chung là hàng đấu giá thì được bảo quản bọc từng chiếc một qua đường sân bay về Việt Nam. Cho nên là không có xước sát đâu ạ. Đấy, nhiều khi nó chỉ có những cái cấn nhỏ nhỏ thôi. Phải nói là đẹp như mới tinh. Con này thì TH1 nhưng lại là sản xuất sang năm 2018 rồi, đời thì ngang với TH2. Đấy, cái thông số đây các bác nhé, series con máy này đây. Đấy, các bác nào mua thì các bác cứ series ở đây các bác này. Đấy, mua con này gửi đúng con đấy nhé. Nói chung hình thức thì không cần phải bàn rồi, chỉ chờ các bác nào có nhu cầu của thật sự thôi. Máy thì đẹp xuất sắc như mới tinh rồi, dành cho các bác khách hàng kỹ tính nhất. Đây, bên trong ở đây các bác nhé, mọi thứ mới đẹp hoàn hảo. Thực ra rẻ tiền hay đắt tiền thì tính năng nó như nhau thôi, chứ cũng không có gì là chênh lệch về tính năng nhiều đâu ạ. Chẳng qua là nó cải tiến mẫu mã thì nó đẹp hơn, sang hơn thôi. Nhiều bác thì thích ngoài cái vấn đề công năng ra thì lại thích là phải đẹp để mình bày biện ở trong nhà cho nó đẹp. Cho nên là nó ra những cái mẫu mới thì nó đắt hơn. Chứ còn bản thân những cái mẫu cũ của nó thực ra tính năng nó cũng đã là rất là đủ rồi. Đấy. Còn này thì các cái phím của nó là hiển thị bằng phím đèn thôi nhé, đèn LED bên trong, đây của Navi các thứ này. Đấy, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Con này em bán là 9 triệu 9 đấy, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. À, chào các bác.